Thưa quý khán giả, đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong và để lại di chứng nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại là tình trạng này có thể xảy ra bất ngờ và đòi hỏi sự can thiệp nhanh chóng để giảm thiểu tổn thương của não bộ cũng như là cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sơ cứu đúng đắn khi đối diện với trường hợp bị đột quỵ. Khoảng 30-50% người bệnh đột quỵ không thể có lại được khả năng độc lập về chức năng. 15-30% trong tổng số người bệnh đột quỵ bị khiếm khuyết vĩnh viễn. Do đó, việc sơ cấp cứu kịp thời có tác động quan trọng trong phục hồi sau đột quỵ của bệnh nhân. Thứ nhất là gọi ngay cho cấp cứu. Cái thứ hai là không nên tập trung quá đông người xung quanh người bệnh nhân. Sau đó thì xem xét bệnh nhân xem có đang tỉnh hay không hay là đang ngất. Thì lúc đó chúng ta hỗ trợ bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân nôn ói quá nhiều thì nên nằm nghiêng và cho bệnh nhân nằm nghiêng qua một bên để tránh hít sặc cái chất nôn. Rồi bệnh cần phải nhớ giờ xảy ra đột quỵ để có thể báo cho cơ quan y tế trong vòng 4 tiếng rưỡi. Nếu mà đưa kịp đến trung tâm y tế thì có thể xử trí tái thông mạch não và giúp bệnh nhân hồi phục tốt hơn. Lưu ý, không tự ý xoa dầu nóng, cạo gió, dùng kim đâm đầu ngón tay hoặc cho người đột quỵ uống bất kỳ loại thuốc nào khác.